chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn trong thời gian này hàng triệu người lao động bị mất việc hàng trăm ngàn gia đình gặp khó khăn vì đại dịch covid mười chín và cũng trong khoảng thời gian này, chúng ta càng thấy ấm áp những tấm lòng tương thân tương ái, tình đoàn kết đùm bọc lẫn nhau bằng những hành động thiết thực như tiếp tế lương thực, thực phẩm đến bà con khu cách ly ở vùng dịch. Hàng hóa liên tục gửi đến bà con trong lúc khó khăn đã chứa đựng tấm lòng vì đồng bào thân yêu ruột thịt, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Phản ánh những nghĩa cử này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh cần lắm những dòng tay của tác giả Thu Nga qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Minh Hiển trong giai ông Năm, Kim Liên trong giai bà Năm, Tường Duy trong giai Tám, Thu Quế trong giai Huệ, Quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại nhà ông bà Năm ở vùng Đông Thôn. Đây là vùng chuyên canh trồng cây ăn trái. Bà Năm dậy sớm để sắp xếp lại rau củ gửi cho bà con ở vùng dịch đang gặp khó khăn. Tiếng động của bà Năm làm ông Năm thức giấc. Cái bà này, mới tờ mờ sáng á, mà bà dậy sớm chi vậy? Thì ông cứ ngủ đi, tôi soạn lại đồ đạc gửi tặng bà con đang gặp khó khăn trong mùa dịch nè. Bà gửi ngoài con quệ hay chỗ gian hàng không đồng của xã? Tôi gửi chỗ con quệ, nó là chi hội trưởng hội phụ nữ ở ấp mình. Nó biết bà con nào đang cần cái gì, hộ nào cần giúp đỡ liền. Nó còn gửi tặng người lao động ở quê mình, làm việc tại thành phố bị mắc kẹt lại vì dịch bệnh nữa đó bà. Trong lúc này mà gửi, chắc là tiền chuyên chở mắc hả ông? Ở ấp mình có thằng Tuấn chuyên chở đồ miễn phí cho bà con mình đó. Xe nó chạy dịch vụ mà. Thì lúc trước nó chạy dịch vụ, bây giờ nó nhận chở lương thực, thực phẩm không có lấy tiền. Nó còn có một chiếc xe để chạy chở vật tư y tế nè, chở bà con bị nghi nhiễm đến khu cách ly, hoặc là chở anh em đến chốt kiểm dịch nữa đó. Thằng này thiệt biết làm từ thiện hay ông? <laughs> thì trong lúc này á, ai cũng muốn đóng góp hết trơn đó bà ơi. Cần phụ cái gì á, thì đưa đây tôi phụ cho. Ông cột lại giùm tôi mấy cái bịch đồ này đi. Một chút cái thằng Tám nó ghé chở ra chỗ con Huệ. <laughs> cái gì mà lúc nhúc vậy? ớt rồi chanh, bầu bí, đu đủ, rau cải, mỗi thứ con chút xíu vậy bà. Thì nhà mình có trồng cái gì tôi gửi cái đó. Thôi bà ơi, đừng có gửi kỳ lắm. Có gì mà kỳ, ông không nghe nói rau cải trên thành phố hay ở những vùng phong tỏa mắc lắm hay sao? Ông ấy để tôi hai mơ nhãn gửi tặng bà con, coi cho nó được bà ơi. Ông nói tôi mới nhớ nghe, tôi chỉ lo gói ghém rau cải thôi. Bữa hôm qua, thằng Hải điện cho tôi, nói ở huyện có thành lập tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch Covid-19 đó bà. Sao bây giờ ông mới nói? Thì tôi thấy bà cứ chạy ra chạy vô lăng xăng ngoài giường, nên tôi quên luôn. Vậy là huyện mình giải cứu cho nhà giường hả ông? Ừ, tôi nghe thằng Hải nói vậy đó. Tổ hỗ trợ có đưa ra giá cả cho từng loại trái cây ở quê mình. Bên đoàn thanh niên thì giúp đỡ hái, cân, đóng thùng, bốc vác lên xe đó bà ông có hẹn bữa nào mình hái bán chưa tôi hẹn ngày kia vườn nhãn nhà mình mới chín điệu tốt quá thời gian này mướn nhân công không có ra có thằng hái giúp thì mừng quá ông ơi trời sáng rồi ông đi hái lẹ đi cho kịp thằng tám nó ghé lấy thím năm sắp xếp xong chưa con chở ra nhà chị huệ luôn thím chuẩn bị xong rồi có cái chú năm bay cằn nhằn á nó gửi chi mà mỗi thứ có một chút ít bà con mình mỗi người góp vô một ít sẽ thành nhiều mà thím tôi hai nhãn xong rồi bà ơi bà gửi luôn đi tám mới ghé đó hả vậy dạ chú năm con cũng có mới chôm chôm con còn gửi tặng bà con chanh xả gừng nữa này thím ở đâu mà bay có nhiều quá vậy thì con trồng rồi xin của bà con thêm con nghe nói uống ba thứ này vô điều trị được bệnh covid đó trời bây đừng có tin tao mới nghe thông tin từ bộ y tế là uống thứ đó không có tác dụng trị covid đâu nghe bác sĩ khuyến cáo xả gừng chỉ là bài thuốc trị cảm cúm viêm họng thông thường theo kinh nghiệm dân gian xưa nay mà thôi Thím nghe nói có người đi cấp cứu vì uống quá nhiều chanh xả gừng đó con coi chừng không chết vì con covid mà chết vì lạm dụng thuốc dân gian đó nghe tốt nhất là làm theo các chỉ dẫn của ngành y tế đi. Vậy mà con thấy trên bạn họ chia sẻ quá trời công dụng khi uống nước gừng chanh xả. Bây giờ con không biết làm gì với số gừng xả này đây. Mấy loại này nhiều công dụng lắm. Bây cứ gửi cho bà con mỗi người một ít đi. Hoặc cửa vô bếp ăn từ thiện ở khu cách ly. Làm gia vị chế biến thức ăn cũng tốt mà. Dạ con thấy các nơi người ta đóng góp nhiều hết sức vậy đó. Đủ loại thực phẩm luôn. Chú Năm đưa vỏ sách chất lên đây, con chở coi hết không? Nè, đây là rau củ, Bây để ở lần trước đi Coi chừng bị dập á Bây chở không có hết rồi Còn hai cái vỏ nhãn này nữa Thôi để chú chở phụ cho bay Dạ vậy con đi trước Để sắp xếp phần chia gửi đi cho kịp chuyến xe Để tôi ngồi phía sau ông chỉnh mới được Ừ rồi bà ôm tôi cho chặt nghe Tại nhà chị Huệ, mỗi ngày chị cùng tổ phụ nữ đều nấu thức ăn và làm các loại bánh gửi các anh ở chốt kiểm dịch và bà con dùng cách ly. Bánh tét chính cho chị Huệ để em vớt ra cho nguội. Chín rồi đó Tám, em vớt ra đi. Giờ chị đi đọc thêm mấy tàu lá chuối nữa. Có bánh xong rồi mà chị đọc thêm lá chuối làm chi vậy? Hôm qua chị Bảy có làm con heo. Chị gửi 5 ký thịt tặng bà con khó khăn. Chị không biết làm gì nên chị làm bì tặng để lâu được. chú thím nằm á chở đồ tới rồi kìa chị chú thím không để con và em tám vô chở cho chú thím cũng rảnh thấy bay đầu tắt mặt tôi lo đủ thư chuyện cho bà con có chuyện gì thì nói đặng mấy chị em trong xóm phụ chứ bay thời gian giãn cách xã hội nên tổ phụ nữ tụi con á chủ yếu là ai có làm được món gì thì làm sẵn ở nhà rồi đem qua con sắp xếp gửi đi có em tám ở gần mỗi ngày đều qua phụ con á Thấy mấy đứa vất vả chú thêm cũng muốn giúp gì đó một tay Làm cái gì thì cũng phải có tổ chức Như hội phụ nữ của bay Đoàn thanh niên chỗ thằng Tám nữa nè Đứng ra tổ chức được bếp ăn khu cách ly Nấu các suất ăn dành cho tuyến đầu chống dịch Thiệt là tốt hết sức luôn Ở xã mình nó có gian hàng không đồng Giúp bà con khó khăn Bây giờ hội phụ nữ tụi con kết hợp với đoàn thanh niên Có thêm gian hàng không đồng di động đó chú thím Gian hàng không đồng di động là sao con dạ gian hàng di động là ban lương thực thực phẩm đến trao tận tay những người lớn tuổi neo đơn bệnh tật đi lại khó khăn đó thím tụi con á làm thêm được điều này nữa thiệt là có tấm lòng nhân ái á chú thím thấy không bây giờ nhà chị huệ là nơi nhận hàng rồi lo phân phát đến từng đối tượng trong xã mình đó lu bù mà bay còn làm bánh nữa hả huệ chị huệ nổi tiếng đảm đang nhất vùng này mà thím ngoài việc sắp xếp đồ gửi bà con á chị còn chế biến đồ ăn mỗi ngày để gửi cho anh em ở chốt kiểm dịch nữa Bà con á, cho cái gì á, là con chế biến món đó. Có bữa con gói bánh tét, có khi con làm bánh chuối, bánh da lợn, chè khoai lang, chè bắp. Ôi thôi, đủ thứ hết á. Thiếm nghĩ còn Huệ á à, không chỉ đảm đang, mà còn có tấm lòng vì bà con, anh em lúc khó khăn đó tám. Nghĩ tới sự thiếu thốn của bà con dùng dịch đó, rồi mấy anh em ở tuyến đầu chống dịch. Ngày đêm đối đầu với dịch bệnh nguy hiểm, không có thời gian nghỉ ngơi, phải chạy đuôi với thời gian để cứu người. Thì công sức của con có bao nhiêu đâu tiếp năm? vì vậy mỗi cái bánh bay làm hay thức ăn bay nấu đều chứa đựng tình yêu thương trong đó. Dạ, có bà con xung quanh đây và em tám ngày nào cũng qua phụ con. Không có lúc nào như lúc này hết á, mỗi người á đều đồng lòng chung tay phòng chống dịch thấy mà ấm áp vô cùng luôn. Những bịch gạo, thùng mì, bó rau của các nhà hảo tâm trao tặng cho các hội đoàn thể, tụi con nhanh chóng phân chia để tặng kịp thời cho bà con vừa bảo đảm tươi ngon lúc bà con đang cần không chỉ ở địa phương mình mà những nơi khác cũng vậy thím thấy có hàng ngàn phần quà và những suất cơm cho người nghèo khó cho bà con trong khu vực phong tỏa thiệt chia sẻ kịp thời hết sức trong những ngày khó khăn vừa qua người dân mình gom góp gửi về các điểm tập kết cho các tổ chức ai cũng nghĩ chỉ là làm sao gửi đến kịp thời cho bà con đang khó khăn thôi lương thực thiết yếu vô cùng quý đối với bà con mình trong lúc này đó nhưng chú nghĩ quý nhất là tấm lòng của mọi người đối xử với nhau trong đại dịch đó nghe. Tôi thấy ai cũng muốn đóng góp dù ít hay nhiều, mà không phải chỉ có trong đại dịch đâu. Mỗi hành động tốt sẽ lan tỏa, kêu gọi sức mạnh từ cộng đồng cùng chung sức đồng lòng để chúng ta chiến thắng dịch Covid-19. Hôm nay làm bánh gì vậy Huệ? Dạ, con gói bánh tét được 50 đòn đó thím. Còn chị Bảy và bà con ở ấp trong gói 200 đòn để gửi bà con ở thành phố, nơi bị phong tỏa đó thím. Vậy mà chị Huệ còn gói bì nữa đó thím. Đưa đây thím phụ dây Dạ, để con đi lấy lá chuối. Còn nói chỉ gửi thịt này vô bếp ăn từ thiện mà chị không có chịu. Chỉ muốn tự tay mình làm món này món kia. Phụ nữ là vậy đó, việc gì cũng muốn tự tay mình làm hả? Lá chuối dây cột này thím. Chú cũng muốn phụ quay một tay nè Huệ. Nghe chú nói chuyện là con vui rồi, trong ấp mình ai cũng như chú thì hay biết mấy Bởi có người suy nghĩ đây là việc của nhà nước thì để nhà nước lo Có người dạy người khác bây ơi Nhưng những người nghĩ như vậy chỉ là số ít thôi Như hôm bữa thằng Sáu đó Nhà nước vận động quyên góp quỹ mua vaccine Lúc đầu nó đâu có chịu đóng góp đâu Thấy chú già mà còn ủng hộ Nên nó ngại nhờ thằng Hải đóng góp giùm đó Bây giờ thằng Sáu biết sợ con Covid rồi nên muốn được chích ngừa sớm. Sắp tới nó cũng được chích rồi, không tốn đồng nào hết. Nó thắc mắc là làm sao nhà nước lo nổi. Nên thằng Hải á, nó nói gì vậy chính phủ mới kêu gọi đóng góp. Dạ, bà con mình á, giờ ai cũng nôn nóng, muốn được tiêm ngừa vaccine sớm. Em cũng vậy, có chích á, thì sẽ an toàn khi tham gia việc vận chuyển lương thực cho bà con khó khăn trong lúc này nè. Rồi ai cũng đến lượt tiêm thôi à. Đồ gom cũng gần xong rồi, Chú Năm gọi điện dùm con cho thằng Tuấn 30 phút nữa vô chở đồ nghe chú. À quên, còn khu gà lá chanh do tổ chị chính gửi là chị Huệ. Còn ở ngoài xe để em ra lấy. Chỉ có điện cho chị hồi chiều hôm qua. Chị nói kỳ này nếu không nhờ đoàn thanh niên giải cứu chắc chị phá sản luôn vì không có tiền mua thức ăn cho gà. Nghe nói một ngày cho gà ăn cả triệu đồng tiền thức ăn hả bay? Dạ, nhờ bên đoàn thanh niên giải cứu dùm chị tụi con mua lại nấu cơm cho anh em chốt kiểm dịch rồi gửi đến bếp ăn từ thiện trong khu cách ly. Riêng chị Bảy á, chỉ làm khô gà lá chanh đó chú. Chú thấy bà con mình có cái hay, mà không biết tụi bay có để ý không nè. Ông bà ta nói trong cái khó nó ló cái khôn mà ông. Chú nằm mà nhớ hôm bữa giải cứu khoai lang cho quyện kế bên không? Bà con đã sáng tạo chế biến đủ loại món ăn từ khoai lang đó. Cái ao nuôi cá tra của thằng Tư, bà con mình cũng giúp mua cho nó. Nó tặng cả trăm ký cho bếp ăn từ thiện. Nó còn làm khô, tặng cho chú nữa đó nghe. Tôi thấy hệ bà con mình chung tay, đồng lòng đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau á, thì vượt qua hết mọi khó khăn hả? Tôi đồng ý với bà như vậy, nhưng mà làm phải có tổ chức, có người đứng ra gánh vác. Mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để người dân sớm trở lại với cuộc sống bình yên. Đúng vậy đó, lúc này tình người đang tỏa sáng khắp nơi. Mỗi việc làm, mỗi hành động dù là nhỏ nhất cũng chứa đựng tình yêu thương gửi đến bà con dùng dịch đang lúc khó khăn đây là nguồn động viên để đội ngũ ở tuyến đầu chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ giữa lúc này cần lắm những vòng tay yêu thương che chở để bà con sớm vượt qua dịch bệnh chúng ta có niềm tin vào tương lai dịch bệnh nào rồi cũng đi qua chỉ còn tình người ở lại bên nhau mãi mãi phải không chú Thiếp năm phải không em tám dạ quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Cần lắm những giọng tay của tác giả Thu Nga. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.